Xin chào mọi người, trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về một trong những phần quan trọng nhất của máy tính, đó là bộ nhớ chính hay bộ nhớ tạm thời mà chúng ta thường gọi là RAM, RAM là viết tắt của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Gian được lắp đặt trên bo mạch chủ trong các mô đun được gọi là DIMM. DIMM là viết tắt của mô đun bộ nhớ hai hàng chân cắm thẳng. DIMM có hai hàng chân cắm độc lập ở cả hai bên. Các mô đun bộ nhớ DIMM có thể có 168, 184, 240 hoặc 288 chân. DIMM được cắm vào các khe cắm bộ nhớ trên bo mạch chủ. Một bo mạch chủ có thể có số lượng khe cắm bộ nhớ khác nhau, thông thường là hai khe cắm. Để dữ liệu hoặc chương trình có thể chạy trên máy tính, chúng phải được tải vào RAM trước. Dữ liệu hoặc chương trình ban đầu được lưu trữ trên ổ cứng, sau đó được tải từ ổ cứng vào RAM. Khi đã được nạp vào RAM, CPU có thể truy cập dữ liệu hoặc chạy chương trình. Nhiều khi, nếu dung lượng RAM quá thấp, nó có thể không đủ để chứa tất cả dữ liệu mà CPU cần. Khi điều này xảy ra, một số dữ liệu phải được lưu trữ tạm thời trên ổ cứng vốn chậm hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt RAM. Lúc này, dữ liệu không được truyền trực tiếp từ RAM đến CPU mà phải thông qua quá trình đọc và ghi từ ổ cứng. Khi điều này xảy ra, máy tính sẽ bị chậm đi để khắc phục vấn đề này bạn chỉ cần tăng dung lượng giam trên máy tính khi tăng thêm giam bạn có thể tải nhiều dữ liệu hơn vào giam nhanh hơn mà không cần phải liên tục truy cập ổ cứng chậm hơn kết quả là máy tính sẽ hoạt động hiệu quả hơn đây chính là lý do tại sao giam càng lớn thì máy tính chạy càng nhanh giam cần nguồn điện liên tục để lưu trữ dữ liệu nếu nguồn điện bị ngắt dữ liệu sẽ bị xóa giam cũng có nhiều loại khác nhau chẳng hạn như đi giam dynamic giam giam động đi giam là loại bộ nhờ có chứa các tụ điện các tụ điện giống như những xô chứa điện nhỏ, chính trong các tụ điện này lưu giữ các bit thông tin, chẳng hạn như một hoặc không, cách máy tính đọc dữ liệu. Do đi ram sử dụng tụ điện, chúng còn được cấp điện thường xuyên để làm mới, bởi vì tụ điện không thể giữ điện trong thời gian dài, chúng sẽ bị dò rỉ dần, đây chính là lý do nó được gọi là động. Các tụ điện cần phải được làm mới liên tục, nếu không chúng sẽ quên dữ liệu đã lưu trữ. Một loại bộ nhớ khác được gọi là EDRAM, bộ nhớ truy cập mẫu nhiên động đồng bộ. Loại bộ nhớ này được sử dụng trong các mô đun RAM DIMM hiện nay. EDRAM cũng giống như đi ram ở chỗ nó có các tụ điện, nhưng sự khác biệt chính giữa EDRAM và DRAM là ở tốc độ công nghệ đi răm cũ hơn hoạt động không đồng bộ với đồng hồ hệ thống điều này có nghĩa là nó chạy chậm hơn đồng hồ hệ thống vì tín hiệu của nó không đồng bộ với đồng hồ hệ thống trong khi đó sd hoạt động đồng bộ với đồng hồ hệ thống đây chính là lý do tại sao nó nhanh hơn đi răm tất cả các tín hiệu của sd đều được đồng bộ hòa với đồng hồ hệ thống giúp kiểm soát thời gian tốt hơn như đã đề cập trước đó, RAM được lắp đặt trên bo mạch chủ thông qua các mô-đun DIMM. Các mô-đun DIMM này có các dung lượng bộ nhớ khác nhau. Hiện nay, dung lượng của mỗi mô-đun DIMM dao động từ 128MB đến 32GB. SDRAM RAM cũng có các cấp tốc độ khác nhau. Nhưng trước khi thảo luận về tốc độ của RAM, chúng ta cần hiểu một số khái niệm. Thuật ngữ đường dẫn dữ liệu 64 bit hoặc 32 bit đề cập đến số lượng bit dữ liệu được truyền trong một lần, hoặc trong một chu kỳ đồng hồ. Số lượng bit được truyền trong một chu kỳ đồng hồ càng lớn, máy tính càng nhanh. Các mô-đun Module DIMM có đường dẫn dữ liệu 64 bit, nghĩa là chúng có thể truyền 64 bit dữ liệu trong một lần. Trước khi có DIMM, có một loại mô đun giam cũ hơn gọi là SIMM, mô đun bộ nhớ một hàng chân cầm. SIMM có đường dẫn dữ liệu 32 bit, nghĩa là chúng chỉ có thể chuyển 32 bit dữ liệu cho một lần. So với SIMM, DIMM có thể chuyển lượng dữ liệu gấp đôi trong mỗi chu kỳ đồng hồ. Đây chính là lý do tại sao DIMM nhanh hơn SIMM. Một bit hoặc một đơn vị dữ liệu bit là dạng dữ liệu nhỏ nhất mà máy tính có thể đọc được. Bởi vì trong thế giới máy tính, chúng chỉ hiểu một và không. Ngoài ra, còn có thuật gữ byte, trong đó 8 bit bằng một byte, do đó đó. Nếu một mô đun DIMM có đường dẫn dữ liệu 64 bit, điều này có nghĩa là nó có đường dẫn hoặc bớt dữ liệu rộng 8 byte vì 64 chia cho 8 bằng 8. SDRAM có các các tốc độ khác nhau. Ví dụ, một thanh SDRAM cũ từ cuối những năm 1990 có thể được gắn nhãn là PC100, số 100 biểu thị tốc độ tối đa mà nó có thể chạy, tức là 100 MHz như đã đề cập trước đó. SDRAM có các mô-đun 64 bit với bớt dữ liệu rộng 8 byte. Do đó, để tính toán băng thông tổng của PC100, bạn sẽ lấy 100 MHz nhân với 8 byte, kết quả là 800 MB/s. Nói cách khác, PC100 RAM có thể truyền dữ liệu với tốc độ tối đa là 800 MB/s. trên giây. Đối với một mô-đun Adizam được gắn nhãn là PC133, bạn lấy 133x18, kết quả là 1066MB trên dây. Tuy nhiên, trên thực tế, 133x18 thực sự bằng 1064, nhưng con số 1066 được làm tròn, vì tốc độ đồng hồ thực tế là 133,3333 3333 mhz nhân 8 sẽ cho ra 1066MB trên dây. Một loại bộ nhớ khác được gọi là Adizam, bộ nhớ truy cập mẫu nhiên động giam bớt được phát triển bởi công ty RamBurst. Công ty này đã phát triển các mô đun bộ nhớ gọi là AM IM có 184 chân và trông tương tự như DIMM, ngoại trừ khe hở ở phía dưới được đặt ở trung tâm của mô đun vào năm 1999. Hai em là một bước đột phá về tốc độ bộ nhớ, nhưng do sự tiến bộ của công nghệ DIMM, nó nhanh chóng bị tụt hậu. Khi Adizam được giới thiệu lần đầu vào năm 1999, nó chạy ở tốc độ 800 mh nhanh hơn rất nhiều so với Adizam, vốn chỉ chạy ở 133 mh vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mặc dù Adizam nhanh hơn Adizam rất nhiều, nó chỉ có một bớt dữ liệu rộng 2 byte, trong khi ADS có bớt rộng 8 byte. Do đó, nếu bạn lấy tốc độ của ADRAM 800 ms nhân với độ rộng bớt dữ liệu 2 byte, bạn sẽ có băng thông tổng là 1600 MB trên dây. Với sự tiến bộ của công nghệ, tốc độ ngày càng tăng của bộ xử lý và bớt hệ thống, một loại RAM mới đã được phát triển để theo kịp tốc độ ngày càng cao của máy tính. Công nghệ RAM mới này được gọi là DDR, tốc độ dữ liệu gấp đôi so với giam không phải DDA, DDA có khả năng chuyển cấp đôi lượng dữ liệu cho mỗi chu kỳ đồng hồ. Giam không phải DDA, hay còn gọi là giam tốc độ dữ liệu đơn, chỉ sử dụng cạnh lên của tín hiệu đồng hồ để truyền dữ liệu. Trong khi đó, DDA sử dụng cả cạnh lên và cạnh xuống của tín hiệu đồng hồ để gửi dữ liệu điều này cho phép DDA chuyển gấp đôi lượng dữ liệu. Đây là một minh họa khác cho thấy sự khác biệt giữa DDA và jam không phải DDA. Do đó, ngay cả khi hệ thống đồng hồ của hai mô đun RAM dao động ở cùng một tốc độ, DDA jam có thể chuyển gấp đôi lượng dữ liệu vì nó sử dụng cả cạnh lên và cạnh xuống của tín hiệu đồng hồ. Ngay cả khi chúng ta tăng tốc độ của đồng hồ hệ thống, DDA RAM vẫn truyền nhiều dữ liệu gấp đôi so với jam không phải DDA. Cách đặt tên của DDA khác với jam không phải DDA. DDA jam thường bao gồm cả tốc độ đồng hồ và băng thông tổng trong tên của nó. Vì vậy, không giống như jam PC. 133 chỉ bao gồm tốc độ đồng hồ trong tên, DDIA cũng bao gồm băng thông tổng. Ví dụ, một mô đun DIMM được gắn nhãn là DDIA 333 PC 2700, 333 biểu thị tốc độ đồng hồ 333 MHz, 2700 biểu thị băng thông tổng thực tế 333 MHz nhân 8 byte bằng 2700 MB/s. trên giây. Đây chính là nguồn gốc của tên PC 2700. Một công nghệ mới được phát triển sau DDR là DDR2, DDR2 nhanh hơn DDR vì nó cho phép tốc độ bớt cao hơn và truyền lượng dữ liệu hiệu của gấp đôi DDR. Ngoài ra, DDR2 tiêu thụ ít điện năng hơn DDR. DDR2 có 240 chân, trong khi DDR có 184 chân. Cách đặt tên của DDR2 hơi khác so với DDR. Ví dụ, một module DDR2 DIMM có thể được gắn nhãn là DDR2 800 PC26400. Sự khác biệt nằm ở số 2 sau DDR và PC, đây là cách để nhận biết RAM DDR2 qua nhãn. Sau DDR2 là DDR3. DDR3 nhanh gấp đôi DDR2 và cũng tiêu thụ ít điện năng hơn DDR2. Giống như DDR2, DDR3 cũng có 240 chân, nhưng vị trí khe hở trên DIMM khác nhau. Do đó, bạn không thể cắm DDR3 vào khe cắm giam được thiết kế cho DDR2. Thực tế, bo mạch chủ được thiết kế để hỗ trợ một loại giam cụ thể. Vì vậy bạn không thể trộn lẫn DDR1, DDR2, DDR3 hoặc DDR4 trên cùng một bo mạch chủ. Ví dụ về DDR3 là DDR3 1600 PC3 12800. Thế hệ thứ tư của DDS DIMM là DDR4. DDR4 DIMM có 288 chân và giống như thế hệ trước, nó tiêu thụ ít năng lượng hơn so với DDR3. DDR4 cũng cung cấp phạm vi tốc độ cao hơn DDR3. Ví dụ một mô đun DDR4 được gắn nhãn là DDR44266, PC4314100 có băng thông ấn tượng lên tới 34 MB trên dây. Trong một số trường hợp, việc xảy ra lỗi dữ liệu là điều không thể chấp nhận được, chẳng hạn như trên các máy chủ, máy chủ cần phải hoạt động liên tục, và một số máy chủ không được phép ngừng hoạt động vì bất kỳ lý do gì, ví dụ như các máy chủ quản lý dữ liệu tài chính, dữ liệu y tế khẩn cấp hoặc dữ liệu chính phủ, những máy chủ này không thể ngừng hoạt động. Đó là lý do tại sao một số mô đun giam được trang bị ECC, mã sửa lỗi. ECC có chức năng phát hiện xem dữ liệu trên mô đun giam có được xử lý đúng hay không và sửa chữa khi cần thiết. Bạn có thể nhận biết một mô đun giam có hỗ trợ ECC hay không bằng cách đến số lượng chip nhớ trên mô đun. Với các BIMM không có ECC thông thường, sẽ có 8 chip nhớ, nhưng trên các mô đun giam ECC sẽ có 9 chip nhớ. Hiện nay, hầu hết các mô đun giam đều không phải là ECC vì sự tiến bộ của công nghệ đã giảm thiểu tối đa lỗi bộ nhớ, làm cho giam không có ECC trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên, như đã đề cập, giam ECC chủ yếu được sử dụng trên máy trụ, nơi yêu cầu phải luôn hoạt động liên tục sử dụng giam ECC chỉ là một biện pháp phòng ngừa bổ sung. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy nhấn thích và theo dõi. Cảm ơn vì đã xem.